Em chào anh trai nha. Set này gọi là Coty tế bản, sản xuất 2015-2016. Và nó 4 mẫu nha. Nó Coty tế bản lại nó nằm trong cái set catalog. Cái này là của con Rep ha. Đầu tiên là con Rep, Rep DK là hộp zin ha. Coty tế bản. Hộp zin, mã vạch đầy đủ. Xuất Nhật nha, xuất thị trường Nhật. Đây. Ha. Và nó sử dụng lại cái emblem của con 32 2002 bản kỷ niệm 70 thờ ha. Cây này trong tình trạng new, sản xuất 2016 ha. Và cái bản Coty tế bản này thì lúc nào con nào nó cũng có cái chữ khắc zin hãng Zippo Collection hết ha. Cái này gọi là tái bản của Coty nha. Tái bản Coty 2016 new. Chuẩn neo ha. Ruột rep chuẩn ha, 2016 luôn. Lệch 1 tháng. Này gọi là dòng tái bản Coty xuất Nhật nha. Và anh đang hỏi em cây này, cây kỷ niệm ao kính tri 1999 chào đón thiên niên kỷ mới. Cây này cũng vậy luôn nha. Cái hộp nó đi theo nó luôn. Out Country ha, Century. Nó sản xuất 2015, tái lõm nội địa Mỹ trên nền satin ha, new. Và sau lưng nó vẫn là có mộc Zippo Collection. Thường bốn con này thì nó sẽ đi theo một cái hộp nữa, nhưng mà cái hộp đó em không có, em chỉ có rời thôi. Còn con này là 32, 92, 60 thờ. 60 thờ Universe Say ha. Và con này được sản xuất trên nền Black A 2016 new nha. Mặt sau vẫn in khắc ăn mòn Zippo Collection. Đặc biệt cái set Coty này là chính hãng nha. Tái bản Coty chính hãng 2016-2015 new ha. Set này nó bao gồm có 4 con. Tái bản lại những cái mẫu Coty huyền thoại nha anh em. Chính hãng nha. Đây, ruột 2016 trùng ha. Và con cuối cùng là con 65 thờ. Con 65 thờ này thì 32-97 ha. Và con này được sản xuất trên con 2015. Form buông luôn, form vintage giống như cái bản 32-97 luôn. Con này trong tình trạng new luôn và cái mục đích vẫn có Zippo Collection ha. Đây, chuẩn new ha, cho anh em sưu tầm. Ruột trùng 2015 ha. Và cái này là em giao lưu nguyên set 4 con nha. Nguyên set 4 con, 3999, 3999 cho anh em sưu tầm. Anh em giao lưu thì vui lòng liên hệ mua hồ sơ, bên em ship code toàn quốc bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Em cảm ơn.